Mail xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay Mail sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để mở cái con bé mới đó là Naughty Fairy. Thì các bạn phải đi cái dung Dragon mới này nha. Thì nó sẽ có được cái mảnh màu vàng. Mảnh này thì các bạn phải đi được 20 tầng nha. Còn cái mảnh màu tím này là 19 tầng thì các bạn sẽ có được cái mảnh này. Thì cái mảnh vàng với mảnh tím này á mới đổi ra được cái hộp mở ra con bé Naughty Fairy. Như Mew Mew ở đây có một cái hộp, sau khi mở nó ra là đổi được từ 4 hay 5 mảnh vàng gì đó Mew quên rồi. Thì nó sẽ ra được cái con bé Naughty Fairy. Để coi nó nằm ở đâu, đâu mất tiêu rồi ta. Nó ở đây nè các bạn. Và khi sử dụng nó thì chúng ta sẽ có được cái con bé Naughty Fairy. Thì cái con bé này á, cái kỹ năng của nó có chiêu nhân 2 đá. Khi các bạn đi farm đá, tất cả các loại đá luôn nha. Mà cái tỷ lệ của nó nhân 2 á, theo cái chỉ số đam của nó. Như attack càng cao á, thì các bạn có thể dễ dàng nhân 2 hơn. Và khi các bạn đi đào kho báu nó cũng sẽ nhân 2. Nhân đó là cái kêu khi các bạn evo 3 nha. Thì cái con này hình như nó không có đá evo thì phải các bạn. Nó không có cho đá evo 1-2 nha. Các bạn phải nạp và vô shop mua nha. Bây giờ Miu sẽ vô dùng Zeon cho các bạn xem nhé. Tối đa một tem để đi được dùng Zeon là 3 người nha mọi người. Thì ở đây á Miu đi 2 người nha. Do mạng của Miu hơi lắc. Nhưng mà theo cái thông tin của Miu biết được đó là đi solo nó dễ win hơn là đi tem nha các bạn. Dạo này pin nó hơi bị lắc. Nghe nói là bị cắn cáp. Nhưng mà Miu hỏi nhiều người xung quanh, chỉ có mỗi mình Miu là bị lắc thôi, pin đỏ thôi. Còn ai ai cũng đều là pin xanh. Thì vũ khí của chúng ta cần là cái rìu, cái cuốc, cái nỏ, cái liềm nha mọi người. Còn cái cây kiếm mới ra thì mặc kệ nó đi, không có tác dụng gì mấy đâu. Bây giờ vòng 1, tầng 1 rất là dễ đi qua nha các bạn. Nó cho không mình đi được tới tầng 5. Tầng 5 cho đến tầng 10 là các bạn phải vượt qua cái thế giới băng. Thì cái thế giới băng đó nó hơi bị lạnh, các bạn phải có cái rìu để chặt cây á, các bạn chụm lửa sưởi ấm thì các bạn mới qua được nha. Thì ở cái tầng 10 á, ngẫu nhiên nó sẽ xuất hiện con boss, có thể là con rồng băng, cũng có thể là con King Venom nha các bạn. King AC Venom á. Thì ở trong cái build đồ này á, thì Miu học được từ ở trên YouTube. Nó bảo là phải lên mấy cái cuốn sách mà Master Tamin Miu mới vừa mua đó. Cái cuốn sách đó nó màu tím thì nó tăng nhiều hơn là cái cuốn sách màu trắng nha mọi người. Và khi các bạn mua đồ là ưu tiên HP với lại HP với lại attack nha các bạn. Là máu với lại đam nha. Tại vì cái tầng 15 đến tầng 20 á thì nó là con quái giảm death, là giảm death là gì ta? giảm death á. Death là cái khả năng chống chịu. Nên khi các bạn lên cái loại death này á, tới cái tầng 15 cho đến tầng 20 thì nó cũng trở nên vô dụng nha mọi người. Giảm giáp, đúng rồi, death là giáp nha các bạn. Tự nhiên quên mất tiêu death là cái gì rồi. Ngoài ra các bạn sẽ mua mấy cái mảnh vỡ này nè. Các bạn thấy không, mảnh đá này thì cái màu xanh nó mạnh hơn cái màu xanh lá nha. Màu xanh dương nó mạnh hơn. Thì cái mảnh đó nó sẽ tăng cho mình thêm 10 đam. Nhưng các bạn ưu tiên là mua cái mảnh mà gì Phoenix gì đó, là cái nó là nỏ. Còn mấy cái khác á, thì nó là gồm có kiếm, liềm, đồ búa xua hết. Nên các bạn ưu tiên là mua của nỏ nha. Còn nếu như không có thì các bạn thấy cái mảnh màu vàng á, thì các bạn hốt ưu tiên cái mảnh màu vàng nha. Còn không thì các bạn có thể xóa nó bằng cách là Aliban gì gì đó. Là nó sẽ trả về cho các bạn 100 xu.
Rồi khi các bạn tích đủ 500 xu á, các bạn có thể lợi con cú mà mua một cái phiếu màu tím. Cái phiếu màu tím đó nó sẽ cho các bạn thêm một lượt mua đồ nha. Thì cái lượt mua đồ đó nó cho ngẫu nhiên nữa, chứ nó cũng không phải là cho đồ hiếm hoi gì đâu. Nếu như nhân phẩm các bạn thấp thì nó sẽ cho một cái thứ gì đó rất là tệ, còn nhân phẩm các bạn cao thì nó sẽ cho những cái mảnh màu vàng hoặc là mà mấy cái lọ thuốc màu vàng gì đó, các bạn có thể mua cái lọ đó bù vào cũng được. Miêu được gánh nha mọi người, nên Miêu chỉ hướng dẫn bằng cách là kể cho các bạn nghe kinh nghiệm của Miêu đi, bữa giờ thôi cày sắp mặt luôn, đi chung được gánh không à. Nhưng mà Miêu tích lũy được kinh nghiệm là như thế đấy. Ngoài ra các bạn còn phải có thêm cái con pet Helen Marine nữa nha các bạn. Thì cái con đó là nó hồi máu cho các bạn. Những ai mà giàu có thì các bạn hãy mua con rùa. Nó được ghép từ cái con Helen Marine này nè. Ở đây mình có những cái loại màu tím này, các bạn ưu tiên là mua ạt tắc nha các bạn. Còn nếu cho mảnh đá màu vàng á mà là biến nhiệt á thì các bạn nên mua cái mảnh đá nha, vì nó sẽ tăng đam nỏ rất là nhiều. Còn nếu các bạn mà đi mà gặp cái mảnh nó hình giống mặt nạ, nó tên là token á, thì cái đó là tăng đam boss nha, nên các bạn cũng ưu tiên mua cái đó trước. Bắt buộc là phải có một mảnh, tại vì khi tới con boss cái mảnh đó nó sẽ giúp cho các bạn có thể dễ dàng giết boss hơn. Miêu không có đem cái cây rìu nên Miêu không có chặt, để cho đồng đội gánh đi, gánh sắp mặt luôn, mình ở đây mình đứng biêu đồ. Thì khi mà các bạn đánh xong một bầy quái á, là các bạn thấy cái cây á, các bạn cứ chặt cái cây để lấy gỗ nhé. Và khi các bạn qua dòng như thế này nè, nó sẽ có hai cái đốm lửa trại này, thì bỏ gỗ vào là nó sẽ nhóm được lửa và nó sẽ giảm cái độ lạnh của các bạn. Nếu không các bạn sẽ bị mất máu mà chết đấy, chết tức tưởi mà chết không biết vì sao chết luôn nha. Ở những cái con quái nhỏ này nó quánh cũng rất là đau luôn nha các bạn, nên các bạn phải build cái phép nó theo là từ vòng 1 đến vòng 5 á, các bạn dùng phép xét hoặc là phép lửa gì đó đánh nhiều mục tiêu á, thì các bạn có thể qua nhanh vì quái rất là yếu. Còn từ tầng 5 trở đi các bạn phải đem theo hồi máu vì quái rất là đông mà đánh rất là đau luôn nha. Thì ở đây á, phép của Miêu tới level 5 luận, nên nó có cái kêu vậy. Các bạn thấy cái mảnh màu vàng này không? Khi mà mình mua mình sử dụng nó là nó sẽ tăng thêm 10 đam cho mình đấy. Hồi nãy Miêu nói tới đâu nhở? Đừng đóng lửa đã, nó có cái mê cung nữa nè mọi người. Hồi nãy Miêu nói tới đâu rồi nhở? Quên mất tiêu rồi, thôi bỏ qua luôn đi. Bây giờ mình cứ chạy vô mê cung đi đã. Bây giờ là Miêu đang ở tầng 8 nha. Khi các bạn tới tầng 9 á, các bạn phải dùng hồi máu. Ở đây thì Miêu sử dụng một phép hồi máu với phép một cái phép tăng đam level 4 thì phải. Cái phép này tăng đam hình như nó là level 4 đấy mọi người ạ. Nên nếu như bạn nào mà không có phép level 4 thì các bạn ráng farm tới level 3 lấy cái hồi máu và sử dụng thêm một cái phép là tăng giáp á. Là ở cái phép đó là ở level 1 nha mọi người. Đây là đi với những người nghèo nha. Còn những người giàu thì các bạn mà có thể đi đánh được cái con boss Chimera thì các bạn sẽ có được một cái phép nó rất là đặc biệt luôn. Nó vừa độc mà vừa búa xua hết. Nó giống như kêu của con kia Chimera nó tung ra vậy á. Thì nó đi farm quái này á rất là nhanh luôn. Bây giờ là Miu sẽ đến tầng 10 nha các bạn. Thì cũng vẫn phải chặt cây lấy củi nha, vì khi các bạn lên tầng 10 đánh con boss nó rất là trâu mà lâu nữa, tốn thời gian hơi bị nhiều, nên các bạn tiết kiệm thời gian nhất có thể nha. Một vòng như thế này chỉ có 25 phút thôi, nên các bạn đi càng nhanh á thì các bạn có dư thời gian để đánh boss vòng cuối hơn nha. Khi các bạn tới vòng cuối thì các bạn hãy đổi cái con bét đam ra nha các bạn. Đổi con bét có thể đâm to như trâu này hoặc là con hổ cũng được nha mọi người, để cho cái con rồng nó chết nhanh một chút vì con rồng máu của nó rất là trâu luôn.
Nó rất là tốn thời gian. Khi mà đống lửa này nó tàn một cái là cuộc đời của mình cũng tàn luôn đó mọi người ạ. Nên mình phải dùng cái con bếp nó tăng đam nhiều hơn một chút. Còn nếu như mà mình lên đồ tùy theo may mắn thôi. Nếu như cuộc đời nó mang may mắn đến cho mình đó, mình được đồ nhiều, đồ đẹp thì đam của mình tới dòng này rất là to. Còn nếu như mà đồ phế vật giống như Miu nãy giờ thì đam rất là thấp luôn, có 100 mấy, chứ thực tế đam của đồng đội Miu tới 400 rồi mọi người ạ. Nên khi các bạn đi solo đó, nó sẽ cho đồ theo cái kiểu solo, đồ của người solo thì nó thường nó cho đam nhiều hơn là mấy cái thứ tào lao rác rưởi như của Miu. Miu được đồng đội gánh mà nên Miu không quan tâm, Miu cứ thế mà đi thôi. Bây giờ xong cái tầng 10 này là các bạn sẽ qua một cái khu vực, map này là map của đảo đảo bay á mọi người. Các bạn cái con boss của tầng 15 á, nó chính là con Roll nha. Ngoài con Roll ra nó còn có một cái con rồng sấm sét rất là đẹp luôn. Thì cái bên này á, các bạn không cần gỗ nữa nên các bạn không cần chặt gỗ ở tầng 10 nữa đâu. Cứ việc chạy nhanh hết sức có thể để đi qua tầng, nếu không thì các bạn tốn máu thì các bạn sẽ nhanh chết thôi. Thì với cái từ tầng 11 trở đi này á, chờ chút để mua lên đồ cái đã, mua để tăng miếng đam chứ mình si đau quá. Cái tầng này á nó sẽ cho mình đánh mấy con xanh đỏ tím vàng. Những con xanh xanh đỏ đỏ tím vàng này nè, khi các bạn đánh cái con nào á, thì các bạn đứng vào cái vòng tròn màu đó nha. Như cái con đất thì các bạn đứng vòng tròn vàng nè, còn con đỏ thì đứng vòng tròn đỏ nha. Như vậy khi nó thả kêu á, các bạn sẽ không bị mất máu nhé. Ở đây thì Miu thường sử dụng chim từ tầng này cho đến tầng cuối luôn á, là Miu sử dụng con chim nhé mọi người. Ai có bếp phép á, thì cũng nên sử dụng bếp phép, vì bé phép đam nó rất là to, nó cũng có lợi hơn, đặc biệt là những cái con mà quy ông e nè hoặc là con Kuluna thì đi cái này cũng ổn. Từ tầng này có những cái con đó thì nó đem quái rất là ổn luôn. Bây giờ Miu mua máu này rồi đổi phép, ủa khỏi đổi đi, cứ sử dụng tăng đam này đi. Nó tăng trong một thời gian rất ngắn thôi. Nếu như bạn nào mà giáp yếu quá thì các bạn có thể sử dụng cái phép tăng giáp nha mọi người. Bây giờ Miu sẽ rỉa quá nhỏ để cho đồng đội của Miu cầm những cái con xanh đỏ tím vàng. Thì những cái con xanh đỏ tím vàng nó trâu hơn những con này, mà nó quánh cái chiêu diện rộng rất là rộng luôn, nên các bạn phải chịu khó chạy vô cái vòng. Như cái con màu xanh đó, thì các bạn chạy vô cái vòng xanh dương. Còn con xanh lá thì chạy vô dòng xanh lá, còn cái con người đá này nó là đất nên các bạn phải chạy vô dòng vàng này nè. Thì khi nó thả chiêu các bạn sẽ không bị mất máu nhé. Cái này là một mẹo nè, đi và được chỉ dạy rất là nhiều mới biết được, chứ thực tế là mình chả hiểu cái gì cả. Miu tới tầng 14 rồi nè mọi người. Thì cái tầng 14 này những cái con xanh đỏ tím vàng này nó được búp siêu to khổng lồ luôn. Nó siêu to khổng lồ thân hình, mà nó cũng đồng nghĩa với việc là máu cũng rất là nhiều, dài thẳm thượt luôn. Thì ở đây Miu tem cái con, Miu quấn cái con màu xanh dương nên Miu sẽ đứng trong cái dòng màu xanh dương nha. Rồi đồng đội Miu bóp rồi, nghĩ sao mình đang đứng bên đây, ổng kéo quái qua để cho quái thả đam mình, muốn khóc quá nữa. Nó có thể tạt mình ra khỏi vòng luôn nha, nên các bạn ráng chịu khó né kêu của nó để nó không thể nào tạt vô mặt nó không thể nào tát vô mặt mình được. Nó đấm vào mồm nó đấm vào mồm là sắp mặn nha mọi người ạ. Thôi bây giờ mình đứng đây trước cho chắc đi đó, nó thả đam thì mình không mất máu nha mọi người. Bây giờ tới tầng 15 nè, cái tầng này nó mới quan trọng đây. Không biết là mình sẽ gặp cái con run hay là cái con rồng điện đây không biết nữa, tùy vào hên xui thôi. Theo Miu thấy thì con rồng điện nó dễ quấn hơn cái con run nha mọi người. Nếu các bạn gặp con rồng run dragon á thì đó đây nó nè, cái con rồng hai cánh nè, nó rất là phê lòi luôn. Tại sao phê nhòi? Tại vì cái con rồng này khi các bạn mà muốn quấn được nó, các bạn phải chú ý trên cánh của nó kìa,
nó sẽ biến đổi từ màu tím, màu xanh, màu đỏ, màu vàng. Thì trên đầu của nó hiện cái màu gì thì các bạn phải đứng trong vòng màu đó, nếu không là nó đam cho các bạn sấp mặt luôn. Người nó bốc lửa kìa mọi người. Đó thì các bạn phải chạy vô cái vòng màu đỏ. Các bạn thấy người nó bốc lửa chưa? Các bạn phải đứng trong cái vòng màu đỏ này nè. Thì nó đam các bạn không có bị mất máu nhé. Còn không nó thả một phát là chết luôn nha. Bây giờ nó chuyển thành đất rồi nè. Các bạn thấy đất đang rớt trên đầu nó không? Đó thì các bạn phải đứng vô cái vòng màu vàng như thế này. Thì các bạn không ăn đam. Rồi xong, xác định số phận luôn. Nhưng mà rủi, may rủi sao nó tạt mình ra khỏi cái vòng ấy, thì các bạn cũng đi đai thôi, như nhau cả. Bây giờ nó lại chuyển sang cái vòng màu xanh dương. Ủa gì mới đó mà bay thành màu đỏ nữa rồi, vòng đỏ đâu rồi? Ủa giờ ơi, bớ làng nước ơi, cứu tôi. Cái vòng màu đỏ bên đây à. Nếu các bạn không chạy vô kịp á thì khi mà nó thả kêu á là các bạn xác định số phận nè. Bây giờ trên đầu nó thành màu tím. Thì cái màu tím này á các bạn phải chạy lại cái vòng màu tím. Ôi xa vãi nhòi. Rồi thôi mình đai chắc luôn. Không thể nào né được luôn. Cái vòng màu tím xa vãi chứ. Ôi. À, các bạn chú ý trên đầu của con run nha các bạn. Còn những con quái nhỏ thì các bạn chịu khó đam nó trước nha. Rồi các bạn tập trung đam cái con run trước nha. Đó, đồng đội của mình đã cứu vớt được tình trạng của mình rồi. Gánh tem đi nha. He he he. Đai rồi. Rồi bây giờ mình lên vòng 16 rồi nha. Từ tầng 16 cho đến tầng 20 là các bạn sẽ đánh những cái con quái ở bên đảo City á. Thì nó có nấm nè, có bọ, đủ thứ hết. Nhưng con này nó không phải là con bọ đâu, vì nó là con trâu đấy. Nó rất là trâu. Quánh của nó chỉ mất 1-2 máu thôi, nhưng mà nó không có kháng phép á. Nên khi các bạn dùng quái phép á, các bạn quánh nó, nó mất máu rất là nhanh. Nó chết rất là lẹ luôn. Nên các bạn sử dụng quái phép như mấy con như là cu lu này, quỷ ông này thì đam nó rất là to, các bạn có thể giết được quái sạch nhanh. Còn nếu các bạn muốn mà AOE như của Miu thì các bạn dùng con chim. Và trên đường các bạn đánh nó, các bạn sẽ thấy những hạt thông nha. Bây giờ Miu sẽ đổi phép qua thành cái khiên nha mọi người. Cái khiên nó sẽ tăng giáp cho mình để mình chống chịu được với cái sự đông đúc, với sự nó tấn công tập thể như thế này. Mà không có cái thiên thì không thể nào mà sống được. Đã vậy nó còn không cho bơm nữa. Ôi giờ ôi. Mỗi dòng nó sẽ cho các bạn được khoảng 2 trái bơm. Mà có khi được 4 trái bơm. Mà trái bơm này á, các bạn bỏ vô trong cái cục đó đó, thì nó sẽ nổ cái bùm giống như hồi nãy. Và những con quái này nó sẽ ngủng cù đèo rất là nhanh. Nhưng nó không cho bơm. Và nếu nó không cho bơm thì những con bọ này nó là những con trâu các bạn ạ. Các bạn phải ráng quýnh nó thôi, chứ không có cách nào mà cứu vớt được hết á. Mệt quá, clip quá dài, nói đến mọi loài hỏng luôn. Thì bây giờ Miu sẽ mua cái tờ giấy màu tím này. Là các bạn này thấy không, nó cho đồ rất là VIP luôn. Nhưng đồ VIP này nó cũng cho tỷ lệ ngẫu nhiên lắm. Nên nhân phẩm của Miu quá lỏ, nên Miu không thể nào mà Miu chấp nhận được. Nó làm cho Miu rất là phế vật luôn. Thì các bạn thấy không, lại một bầy quái nữa mà nó không cho trái bơm. Úi giời ơi, các bạn phải đập mấy cái cục này trước nha. Đập mấy cái cụm này để cho nó không có thả bọ ra nữa. Mấy con bọ nó chung từ trong cái cụm này ra này. Để đập được nó thì các bạn phải dùng cuốc. Đó là lý do vì sao các bạn phải mang cuốc với rìu nha mọi người. Thì để cho đồng đội của Miu cân đi. Bây giờ Miu chỉ đi đập cái này thôi. Ôi có bơm này. Thì các bạn cứ lụm trái bơm này bỏ vô cái máy, bỏ vô cái cục như cái hang núi lửa này nè. Thì nó sẽ nổ cái bùm là những con quái này nó sẽ chết hết nha. Ôi đồng đội của mình trâu thế. Bây giờ coi ống trâu kia kìa. Những cái con bọ này nó đã thành những con voi rồi mọi người à. Nó không phải là bọ nữa mà nó là trâu nhá. Thấy Miu có bét phép nè. Nó thả một phát là được 200 mấy 300 đam. Còn nếu như các bạn không có bét phép đó, thì các bạn bắn hơi bị lâu. Mà nó thả cái kiểu như giảm giáp như thế này thì không thể nào mà sống nổi đâu nha mọi người. Hành trình của chúng ta chưa kết thúc đâu nha.
token nè mà còn ngồi. Thì cái này là tăng đam boss nha các bạn, token á. Thì cái này là nó tăng đam boss, nên khi các bạn mua nó thì các bạn có thể farm được con boss quái, con boss của tầng 20 á, dễ dàng hơn. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đi lên tầng tiếp theo nha. Và nói cho bom này, chúng ta sắp tới tầng 20 rồi. Các bạn hãy bỏ trái bom vô trong cái máy này và để cho đồng đội mình thả đi. Đó, nó sẽ làm một cái bùm và những con này nó sẽ die hết toàn bộ nha. Và những cái con nào mà nó không ở trong cái phạm vi của quả bom đó thì nó sẽ còn sống nhăn răng luôn. Đó, bây giờ Miu sẽ bỏ trước. Khi các bạn bỏ bên đây á, thì các bạn qua tầng 20 á, thì nó vẫn còn ở trên tầng 20 nha. Các bạn hãy thực hiện thao tác đó để tiết kiệm thời gian nhé. Thì khi các bạn lên tầng 20 thì những con đó nó thành con trâu hết rồi. Nếu như các bạn không thả bom lẹ thì cái con boss nó sẽ vả các bạn sấp mặt luôn. Đấy, các bạn thấy chưa? Úi dồi, lại gặp Chimera. Tại sao không phải là bọ cạp? Cái con bọ cạp nó dễ ăn hơn con Chimera nha mọi người. Vì cái con Chimera nó thả độc rất là dữ dằn luôn, còn con bò cạp nó chỉ thả kêu động đất thôi. Ôi độc kìa, ai khóc cho nỗi đau này, độc rất là dữ dội luôn, nó tụt máu lia lịa hồi không kịp. Ôi à, sao mà đồng đội của mình sống được hay thiệt. Bét của Miu ngủm cụ đèo rồi. Bây giờ phải thả những cái con nào mà nó có đam rồi thôi, bye bye cuộc đời luôn, vĩnh biệt mọi người nhé. Độc nó hút sấp mặt luôn. Các bạn thả cái con bé nào mà có đam á, các bạn phụ đam cho đồng đội thôi chứ rồi nữa. Thả cái bãi độc ngay đầu luôn. Nó hút máu rất là lẹ luôn nè mọi người. Rồi vĩnh biệt luôn. Miu nhớ không nhầm là nó có một cái kêu đó là cái kêu giải độc á, thì các bạn có thể mang cái kêu đó thay vì cái kêu giáp nha. Hồi nãy Miu quên mang cái kêu giải độc mà Miu mang cái kêu tăng giáp nên nó không có chịu đựng nổi. Cái kêu giải độc là phép ở level 4 thì phải, nên các bạn ráng farm phép để đi cái này. Gặp cái con Chimera thì các bạn phải dùng cái kêu đó, nếu không rất là khó qua được cái dòng này nhá. Và những ai mà qua được tầng 20 thì các bạn mới được mảnh tím, còn nếu không qua được vòng 20 thì sẽ không có được mảnh tím nhá. Ôi lộn, mảnh vàng chứ. Tầng 19 mới được mảnh tím, mà cái tỷ lệ hộp mảnh tím mở ra cái con bé Nautifari nó thấp hơn cái tỷ lệ mở ra của cái mảnh màu vàng rất là nhiều. Và thông báo luôn cho các bạn biết một tin, đó là nó một ngày nó cho mình đi 10 vòng, nhưng nó chỉ phát thưởng 2 vòng đầu tiên các bạn đi thôi nhé. Nên ráng 2 vòng đầu tiên phải đi được tầng 20 để lấy được cái mảnh mở con bé Nautifari nha. Cố lên anh ơi, cố lên mạnh mẽ lên đồng đội ơi. Windy anh ơi, còn có xí máu nữa thôi, ráng đi anh ơi. Ổng không mất máu luôn kìa mọi người. Dữ dằn thật sự luôn. Cảm giác được gánh là đây. Rồi đó, con boss hấp hối rồi đó. Clip của Miu đến đây là kết thúc nha. Nó ngẫm cù đèo chắc rồi. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Nhớ like, share và subscribe kênh ủng hộ cho Miu nhé. Chúc các bạn có một pha vượt 20 tầng Dung Zeon vui vẻ, để được ăn hành sức mặt như anh ấy. Rồi đó, bây giờ Miu sẽ ra Miu nhận mảnh cho mọi người xem nè. Nói trước chứ để không lấy nữa, không có kịp thời gian, sắp hết clip rồi. Mạng nó rất là lắc luôn nha mọi người, nên các bạn chịu khó ráng mà đi đi nha. Con bé nó đang rất là hot, nhưng mà ơi, vô được phải nạp tiền nhá. Nếu như ai muốn nạp tiền á thì có thể vô group để kiếm nhé. Ôi lâu, nó lắc kìa, lâu quá. Đây, các bạn sẽ được một cái mảnh vàng, vàng khè tím tím đẹp đẽ này nhá. Và dùng để tích khi mà các bạn được mấy mảnh nhờ. Đâu rồi, nó có để nè, được 5 mảnh là các bạn sẽ mở được một hộp nhá. 5 mảnh là đổi được một hộp nha. Nên các bạn hãy cố gắng đi đi, một ngày 2 mảnh. Chỉ cần đi tầm 3 ngày là sẽ mở được thôi. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn nhé. Xin chào.